Tả Ao, tên thật là Nguyễn Đức Huyên, người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh vào thời vua Lê, chúa Trịnh. Thuở nhỏ, mồ côi cha, mẹ mắc bệnh lòa mắt, nhà lại nghèo. Cậu bé Đức Huyền phải theo khách buôn sang tàu lấy thuốc chữa mắt cho mẹ. Thầy thuốc thấy cậu bé nghèo hiếu thảo nên hết lòng dạy nghề lang dược. Về sau, nhờ chữa khỏi mắt cho một ông thầy địa lý phương Bắc nên Đức Huyền lại được thầy địa lý truyền thuật phong thủy cho. Thầy truyền dạy hết tinh hoa địa lý phong thủy cho Tả Ao. Đến khi học thành tài, ông xin cả hai người thầy cho về nước. Trước khi cho Tả Ao về Việt Nam, ông thầy địa lý muốn thử lần cuối sự hiểu biết của Tả Ao. Ông ta làm ra 100 mô hình đất kết trên bãi cát, dưới mỗi huyệt có yểm một đồng tiền, rồi đưa Tả Ao 100 cây kim ra đó tìm huyệt để điểm. Tả Ao điểm đúng 99 lỗ của đồng tiền, còn một cây điểm ở mép, mà huyệt này lại là huyệt thứ 100. Đây là huyệt ảo, vì mô hình tạo dáng rất huyền bí, ẩn hiện dưới những mô đất nhấp nhô. Những thầy địa lý giỏi cũng khó mà phát hiện ra đúng huyệt đạo. Từ giã thầy, ông về nước và vân du khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng núi đến nơi đồng bằng đất đai màu mỡ. Một là chữa bệnh cho người, hai là xem xét thế đất, tầm cứu long mạch, cuối cùng cũng là để giúp đời. Từ mỗi vùng đất ông đi qua đều viết nên huyền thoại mà đến nay dân gian vẫn lưu truyền. Một trong những câu chuyện ấy là huyền thoại giếng mắt cá làng Hành Thiện ở Xuân Trường, Nam Định. Một lần đi qua phủ Xuân Trường, Tả Ao phải đi đò sang sông. Đến gần bến thì phải lội xuống bùn mới lên được bờ. Lúc ấy, người khách đi cùng chuyến đò đã hào hiệp cõng ông qua quãng lầy lội. Sau, ông lại được người dân Hành Thiện khoản đãi nồng hậu. Cảm mến dân làng hào phóng, trượng nghĩa lại mến khách, Tả Ao liền ngỏ ý xem xét và đặt lại thế đất cho họ. Ông nói đất của vùng Hành Thiện này như hình một con cá, nhưng chỉ ngặt một nỗi, con cá ấy lại bị thiếu mắt và cần phải đào một cái giếng để làm mắt cho con cá ấy. Quả nhiên, từ ngày đào giếng, Hành Thiện ngày càng thịnh phát, nổi tiếng là ngôi làng nho gia. Nam thì học hành thi cử đỗ đạt, nữ thì dệt lụa ươm tơ. Người dân quanh vùng vẫn dùng câu trai học hành, gái canh cửi, hay đậu phụ thủy nhai, tú tài Hành Thiện để nói rằng ở Hành Thiện có nhiều khoa bảng, gia đình nào cũng có người đỗ tú tài. Một lần khác, thầy phong thủy Tả Ao đi ngao du sơn thủy. Khi ông đi đến một làng quê nọ, trời nắng nóng nên ghé vào ngồi nghỉ dưới gốc cây đa bên làng. Ông nhìn thấy một anh nông dân đang miệt mài cày ruộng, đến khi mặt trời đứng bóng mới chịu tháo cày, cũng vào gốc đa ngồi mở cơm nắm ra ăn. Thấy một ông lão cùng ngồi ở đó nhưng không ăn uống gì cả, anh ta mới lên tiếng hỏi: xế trưa rồi, ông không dùng cơm sao? Hay là ông không sẵn mang theo? Thôi, cùng nắm cơm này ăn với cháu cho vui. Thấy thái độ anh nông dân dễ mến, Tả Ao không khách khí, bèn vui vẻ ngồi lại cùng ăn. 4-5 ngày như vậy, anh nông dân vẫn một lòng kính trọng Tả Ao, mời cơm và ông cũng không lần nào từ chối. Đến bữa cuối cùng, bỗng ông nói với anh nông dân: chắc anh vẫn không biết ta là ai. Ta chẳng giấu gì anh, ta chính là thầy phong thủy Tả Ao đây. Anh nông dân nghe danh Tả Ao đã lâu, nay có dịp diện kiến nên vừa mừng vừa hốt hoảng, liền cúi đầu xin ông tha lỗi. Tả Ao đỡ anh nông dân đứng dậy và nói tiếp: ta xem anh là người có đức nên có ý giúp anh đặt một ngôi mộ
sau này sẽ phát phúc, phát tài, cho anh nở mặt với thiên hạ. Anh nông dân đáp: ông dạy quá lời, nhà cháu mấy đời nay đều là nông dân, chân lấm tay bùn, bần hàn, đi cày thuê cuốc mướn kiếm cơm qua ngày, mong gì nở mày nở mặt với ai. Anh cứ yên tâm, ta nói sẽ giúp anh được giàu sang phú quý trong vòng 100 ngày thôi. Nào, anh hãy dẫn ta ra nơi mộ của cha mẹ của anh, ta xem thế nào, sẽ sửa cho. Anh nông dân mừng rỡ, bèn theo lời Tả Ao, dẫn ông đi ra mộ của cha mình. Tả Ao xem xong rồi nói: mộ đặt nơi thế đất không tốt, suốt đời sẽ bần hàn cơ cực, phải đào lên, cải táng, di rời qua nơi đất khác mà thôi. Nói rồi bảo anh nông dân đào mộ lên, xếp xương cốt vào một chiếc hũ đất, đem đi chôn ở một huyệt đất mà Tả Ao đã chọn sẵn. Xong việc, thầy Tả Ao căn dặn: anh nhớ không cho ai biết chuyện này. 100 ngày nữa, vào ngày Mùi tháng Ngọ, đúng giờ Tí, anh phải có mặt ở kinh đô, đứng ở hướng đông. Hễ gặp một người đàn ông mặc áo trắng, đi hài xanh, từ trong thành chạy ra với bộ mặt hốt hoảng, thì anh cứ chạy lại và nói: con xin cứu ngài, rồi cõng thẳng về giấu trong nhà, ngày ngày lo cơm nước cho tử tế. Anh cứ thế mà làm, đừng suy nghĩ gì hết. Nói xong, Tả Ao từ biệt anh nông dân mà đi thẳng. Về sau, anh ta có đi tìm, nhưng không biết ông đi về đâu. Đúng như lời dặn của Tả Ao, đúng ngày giờ, anh nông dân ra kinh đô, đứng đợi ở cửa đông. Bỗng nghe có náo động từ trong thành vọng ra, nào tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng quân reo hò, tiếng người gào thét, rồi lửa bốc cháy đỏ rực một góc trời. Và quả nhiên, một người đàn ông dáng thư sinh, mặc áo trắng, đi hài xanh, hớt hải một mình, chạy qua gần chỗ anh nông dân đang đứng. Anh nông dân chỉ đợi có vậy, bèn chạy đến bên, nói lớn: thưa ngài, con xin cứu ngài. Nói đoạn ghé vai cõng người ấy, chạy một mạch về, giấu trong nhà. Người ấy có vẻ sợ hãi, suốt ngày im lặng, nghe ngóng động tĩnh. Anh nông dân cũng chẳng hỏi thân thế của người đàn ông ấy, đang lo sợ đến quên ăn, mất ngủ. Vài ngày sau, bỗng có loa truyền rằng: ai đang giữ vua ở đâu thì báo cho quan quân kịp đưa vua về kinh. Lúc ấy, ông khách mới nói cho anh nông dân biết mình chính là vua. Mấy ngày trước đây, bị bọn gian thần định xoán ngôi. Rồi nhà vua sai anh ta đi báo cho quan quân biết nơi vua đang ở ẩn. Khi quan quân đến rước vua, vua cho phép cả anh nông dân cùng đi theo mình về kinh thành. Tại kinh đô, vua thiết triều trấn an trăm họ và phong cho vị ân nhân là anh nông dân được làm quan đến chức nhị phẩm, cùng vàng, bạc, lụa nhiều vô số kể. Thì ra ngôi mộ mà Tả Ao đặt cho người cha của anh nông dân kết phát y như lời ông nói khi trước, chỉ trong vòng 100 ngày. Nếu có bảo bối này trong tài, tương lai con sẽ cầm đầu thiên hạ. Giờ tôi cầm đầu thiên hạ thiệt. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi video của Góc Sử Ký. Và đoạn quảng cáo vừa rồi không phải là quảng cáo mà chúng tôi trá hình đưa vào đâu. Chúng tôi tạm mượn một đoạn quảng cáo ở trên mạng mà quý vị vẫn hay xem để mô tả cho cái điều mà sẽ xuất hiện trong đoạn video hôm nay của Góc Sử Ký liên quan đến thầy địa lý Tả Ao. Tại sao lại liên quan đến câu chuyện nếu như có vật này trong tay, tương lai con sẽ cầm đầu thiên hạ? Để hiểu rõ hơn về thầy Tả Ao, về câu nói này cũng như những câu chuyện xoay quanh thầy Tả Ao ở thời điểm đó, chúng ta sẽ cùng theo dõi và có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ quý vị ở phía trước. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi và cảm ơn quý vị vì đã đồng hành cùng Góc Sử Ký. Lại một lần khác, khi Tả Ao đang đi đến một vùng đất nọ, thấy ngôi đình làng ở đây đặt hướng bị thất cách. Ông đứng ngắm mãi rồi đến gần để xem cho rõ. Các vị chức sắc trong làng biết danh Tả Ao
nên khẩn khoản nhờ ông đổi lại hướng mình làng, để cả làng phát khoa bảng, muốn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ một phen cho họ biết tay. Tả Ao nghe xong chỉ mỉm cười, sau đó ra trước sân đình, đặt chóc long định hướng, rồi cắm hướng mới cho ngôi đình. Xong việc, cáo biệt đi thẳng. Mấy tháng sau, khi đình đã được xoay ngôi đổi hướng, các vị chức sắc kỳ mục không nói cho dân làng nghe chuyện, mà chỉ dặn con cháu gia công đèn sách, nay mai ứng thí. Nhưng không hiểu sao, tất cả đám con trai, từ lớn đến bé, hễ cầm quyển sách định học, nhưng học mãi mà chữ nghĩa chẳng vào đầu. Các thầy đồ được mời đến dạy cũng thở dài nao ngán. Rồi thay vì sách vở bút nghiên, càng ngày càng có nhiều anh con trai, còn các chức sắc kỳ mục rủ nhau đi sắm hòm đồ nghề thợ cạo, sách đi khắp nơi, hớt tóc rạo. Trong lúc hành nghề, họ tha hồ mà đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Các cụ chức sắc lúc ấy mới hiểu ra cái thâm ý của thầy Tả Ao trước đây, nhưng cũng đã hiểu rõ, tại họ quá tham lam, chỉ biết tư lợi cá nhân, nên mới bị Tả Ao dạy dỗ. Từ đó có giai thoại Tả Ao chuyên dùng phép trị kẻ tham, kẻ ác. Mặc dù trong suốt cuộc đời mình, ngài Tả Ao đã giúp nhiều vùng đất được hưng thịnh, nhiều gia đình phát lộc, nhiều hiền nhân phát tài, nhưng đối với cá nhân ông, dẫu có dày công tầm cứu long mạch đến đâu, thì cuối cùng cũng không thể cải biến được mệnh trời. Nhiều giai thoại kể lại, sau này gia đình ông đã gặp rất nhiều biến cố. Những năm cuối đời, Tả Ao chu du khắp thiên hạ, không màng danh lợi, không ham phú quý công danh, mà mượn phong thủy để giúp người thiện đức. Người đời vẫn thắc mắc vì sao Tả Ao tài thuật như vậy mà không truyền nghề cho con cháu, để con cháu phất tài, phất lộc, nở mặt nở mày với bàn dân thiên hạ. Nhưng ông hiểu rằng phúc là từ đức mà ra, tài lộc nhiều hay ít cũng là do đức dày hay mỏng. Vậy mới nói phong thủy chỉ là dưỡng người tích thiện. Thầy địa lý dẫu cao tay đến đâu cũng không thể dựa vào phong thủy để thay đổi mệnh trời. Sau này, trong cuốn sách bí truyền Giã Đàm Tả Ao, điều ngài Tả Ao nhắn nhủ hậu nhân không phải là tìm long mạch ra sao, trấn yểm thế nào, mà là tích đức, tu thân mới là điều đầu tiên. Đạo cao, đức trọng, trưng thân, hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh. Đức, nhân vốn ở cả mình, tiên là tích đức, hậu là tầm long.